nha các bạn nha. Ứng dụng thay thế cho ứng dụng tài cho ứng dụng là Safari ở trên điện thoại iPhone. Ứng dụng này nó hay hơn Safari rất nhiều. Hay hơn mình nói là trong học ngôn ngữ ấy, nó hay hơn tất cả các ứng dụng trình duyệt khác mà mình biết. Ok, thì đây lỗi mình đã vào đây rồi. Thì đây. Đây. Cái ứng dụng này á nó sẽ rất hay ở chỗ là gì? Nếu như các bạn không nhiều lúc các bạn không vào cái thằng thằng Word Web nhé, các bạn muốn vào trình duyệt này thì các bạn để đọc làm gì? Để đọc tin tức chẳng hạn, hay đọc và thông tin chẳng hạn nhé, thì làm gì các bạn để ý này, ví dụ như là mình vào cái trang thông tin của mình chẳng hạn nhé, cái trang gọi là trang gì mà có tiếng tiếng Anh nhỉ? Ok, ví dụ như là VOA đúng không? Ví dụ VOA. Đấy, ví dụ như thế. Hay là ứng dụng mình đọc tin tức chẳng hạn, đúng không? Tin tức chẳng hạn. Đây. Các bạn thấy không? Mình gõ trên Google là VOA thì nó có cái chữ mà mình không biết, chẳng hạn như là Volunteers hay là Organization mình không biết nhá. Thì đây nhá, các bạn thấy nó hiện lên cái phần bôi đen này, nó hiện lên là Copy Select All này, Lookup này. Đấy, thì mình ở trên này á thì các bạn để ý này. Mình kéo qua này nhá, kéo qua này. Mình đâu nhỉ? Đây. Mình kéo qua này. Nhá. Mình sẽ chọn vào, mình giữ vào đây, mình kéo qua này, đây, giữ để chạm tay vào cái phần đèn này, mình kéo qua. Thì nó sẽ hiện ra cái thằng biểu tượng hình này. Các bạn để ý nhá, mình ấn vào đây. Tìm này. Đúng không? Tìm này nó sẽ ra cái gì đây? Có phải ra từ điển của Google không? Từ qua Google không? Nhưng mình cơ quan không, nhưng mình không muốn tìm qua Google vì mình thấy Google nó có thiếu đúng không, mình Organization. không đọc được này, Organization. nó đọc nó thiếu mà mình không muốn như vậy, mà mình muốn gì, mình muốn tìm qua cái ứng dụng là Modic siêu liên kết của mình nhá. Thì nó rất hay là gì, cái đây á các bạn, mình hướng dẫn các bạn setup. Đấy, thì bạn để ý này. Quay lại nha, quay lại cái lúc nãy nha. Đây. Quay lại cái lúc nãy này. Cái thằng organization này. Các bạn để ý nhá. Search thì nó lại trực tiếp truy cập vào cái ứng dụng moodic.com, trang web moodic.com, và mình có thể tìm Google hình ảnh nó này, chỉ cần rất là nhiều ít thao tác. Có thể ra organization này, hình ảnh này, thấy chưa? Hình ảnh này. Âm thanh của nó này. Âm thanh của nó qua gì đây? Longman này, lúc này các bạn sẽ nghe được nhá. Qua này, kéo này, được chưa? Organization này, ấn vào nghe này, tượng loa nghe này, Organization. được chưa? Nghe này, Organization. thấy chưa? Các bạn thấy không? Hay không? Câu còn nghe được nhá, rất nhiều nhá. Rồi liên quan đến cái từ đấy, mình ấn vào từ tra câu, vào cái anh tra câu, tra câu organization này, nghe phát đọc được không, Organization. được chưa? Tra câu này, kéo phần tra câu này, tổ chức nửa quân sự này. Đấy, có thấy hay không, thấy chưa, tuyệt vời chưa? Hình ảnh rồi, âm thanh rồi, mình muốn tìm ở trong cái thằng Word Reference, các bạn sẽ thấy cái thằng Word Reference nó rất là hay. Ở đây các bạn sẽ listen này, listen sẽ nghe được này. Organization. Thấy chưa? Organization này. Nó có cái rất hay nữa là các bạn có thể chọn cái tốc độ này, 100 nhá, 70% nhá, Organization. 50% nhá. Đọc này. Organization.
Organization. Các bạn hãy đọc nhanh cho mình, chắc chắn nó sẽ in đâu đập vào đầu mình hơn là mình nghe rất nhanh. Organization, học là phải chậm các bạn nha. 25% này. Thấy chưa ạ? Hay chưa ạ? Tuyệt vời chưa ạ? Ok. Quay trở lại. Đây nó rất là tiện như vậy, các bạn vừa đọc, các bạn có thể vừa tìm hiểu từ điển rất là nhanh. Được chưa ạ? Rất nhiều từ điển luôn nha các bạn nha, rất nhiều các cái từ điển hay là cái công cụ để mình hiểu về một cái chuỗi âm thanh hay một cái từ nào đó. Chưa ạ? Đây là mình, bên dưới này là mình. Này, các bạn có thể liên hệ với mình vào đây nha. Để hướng dẫn. Rồi. Rất nhiều cái hay liên quan đến từ này. Đấy, rất nhiều các cái câu hay này. Được chưa? Rất nhiều cái câu hay, rất nhiều luôn các bạn. Rất nhiều luôn. Các bạn tha hồ để có thể thử thách bản thân mình, xem bản thân mình lấy những cái mẫu câu hay cho mình. Nha. Đây là phần đầu tiên, tức là phần cơ bản nhất, còn rất nhiều những cái chia sẻ khác mình muốn chia sẻ với các bạn và để các bạn nâng cao cái khả năng của mình mà đến được cái việc sử dụng thành thạo cái ngôn ngữ này các bạn nhé. Ok, thế bây giờ vấn đề là làm sao để các bạn đưa được cái tìm kiếm này khi các bạn vừa đọc ở trên cái ứng dụng này. Đầu tiên các bạn cần tải ứng dụng là Opera này về nhá. Thứ hai là các bạn truy cập vào cho mình cái đường dẫn, tức là moodic.com. Các bạn chỉ làm một lần đầu tiên thôi, được chưa? Moodic.com nhá, moodic.com gạch chéo search, các ấn vào chữ search cho mình, com gạch chéo search nhá, search đúng như này, đúng như này. Moodic.com này, dict có t này, dictionary đấy, tức là multi-dictionary.com đấy, gạch chéo search, ấn đi, rồi ấn đi nhá. Chỉ có ứng dụng này mới làm được cái điều này thôi, ứng dụng Opera mới làm được cái điều này thôi, còn ứng dụng khác không làm được các bạn nhá. Và đây các bạn phóng to cho mình, phóng to lên hết cỡ này, các bạn nhìn được cái ô này, ô Word này của mình không, ô Submit này không. Các bạn lấy tay các bạn giữ vào đấy. Ok. Lại. Đấy. Thấy chưa? Các bạn lấy tay các bạn giữ vào cái ô đấy. Thì nó sẽ hiện lên là Add Search Engine. Nha. Lại này. Các bạn để như này cho mình nha. Các bạn lấy tay, ngón tay á. Các bạn giữ vào đấy. Giữ vào cái ô chỗ này này. Các bạn thấy hiện lên là có hiện cái này lên, thì các bạn ấn vào chỗ Add Search Engine như mình. Được chưa? Add Search Engine. Rồi. Add vào rồi thì bây giờ mình add rồi đấy. Thì các bạn quay trở lại cái này. Các bạn xóa hết đi. Xóa hết đi. Xóa hết cái phần trình duyệt này đi. Và các bạn ấn vào cái biểu tượng ở bên này này. Lúc đầu ấy thì nó sẽ là như này. Nó sẽ biểu tượng chữ G. Nha. Lúc đầu biểu tượng chữ G như này. Các bạn xóa hết đi. Các bạn ấn vào biểu tượng chữ G đấy. Các bạn kéo xuống dưới cho mình. Kéo sang bên 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 trái cho mình. Bên phải cho mình. Các bạn thấy hiện tượng Multi này. Là lại dấu dấu mũi tên này, hỏi dấu 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 cái hình kính lúp này, ấn vô nó sẽ hiện lên thay đổi bằng cái dấu hình kính lúp này. Và như vậy là xong, đăng. Các bạn quay trở ra đọc cái gì cũng được thôi, các bạn đọc cái gì nó cũng vào hết, các bạn đọc cái gì cũng vào hết. Ví dụ như các bạn vào Google nhá. À, các bạn lưu ý là khi mà chuyển sang tính năng như vậy á thì các bạn sẽ không khó mà tìm kiếm được trên này, các bạn không thể tìm kiếm như bình thường mình gõ ở đây mình sẽ tìm kiếm chẳng hạn như là application chẳng hạn, đúng không? Thì mình bình thường tìm qua Google, nhưng ở đây nó tìm kiếm trực tiếp qua cái trang Moodic này luôn. Thì nó sẽ là một bước mà các bạn thấy nó chưa quen ban đầu, nhưng nếu các bạn đang đọc một cái bài báo hoặc các bạn có thể chuyển, tùy các bạn chuyển, các bạn muốn tìm qua Google các bạn chuyển, ấn vào đây chuyển. Đấy, phần này thì ai mà dùng nhiều cái này quen rồi ấy, thì mình lưu ý các bạn phần đấy. Apple chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ra của Google nhá, qua Google. Đó, nhưng mà nếu các bạn qua Google rồi các bạn muốn chuyển, các bạn chuyển cho mình qua này. Thì khi các bạn đọc một bài báo hay một cái chuyện gì đấy, đấy, một cái gì trên trang web này này, các bạn ấn vào đấy. Và các bạn ấn vào tìm và ấn vào cái biểu tượng này, kéo sang, ấn vào biểu tượng này. Và nó sẽ liên kết trực tiếp sang cái từ điển mà mình đang cần. Và các bạn có thể tra cứu về nó, thông tin về nó, rất nhiều thông tin xoay quanh nó.